gọi Văn Toàn sang bắn bia, ông anh người Tây bất ngờ bỏ về chỉ vì lý do này. Còn đây là tôi với cả thằng Toàn hôm trước vừa đánh ván bia với nhau. Bọn tôi hẹn nhau đi đá bóng, tôi bảo thôi Toàn ơi mày qua bên công ty anh chơi làm ván bia đi, bảo em đéo biết đánh đâu. Ừ đúng rồi, đéo biết đánh thật, mẹ nó đánh kiểu cay vậy. Nhìn này. Đánh rùa đéo chịu được. Nhìn, các ông nhìn nhá. Nhìn cái động tác kê tay của nó nhá. Là biết là thằng này đánh vô cùng nghiệp dư mẹ rồi, nhưng đéo hiểu sao tôi lại thua nó ạ.